Ồ, thân chào các bạn thân mến. Hôm nay mình về quê mà mình thấy bà mẹ quê ở ngoài vườn á, ở ngoài vườn nhãn này gần nhà nè, mình quay cho các bạn xem nha. Ồ, các bạn thấy đây là gì biết không? Trái thơm nè. Trái thơm mà hổm rài á, chín nhiều rồi, cái má mười đã bẻ trái rồi. Này các bạn thấy nằm thấy thương không? Đó. Rồi bây giờ các bạn ơi, nhãn nè, cái này là nhãn xuồng cơm vàng. Nhãn xuồng cơm vàng là rất là dày cơm nha các bạn. Đây nè, được gần đụng đất luôn. Nè, nhãn này là không có phân thuốc gì chứ, nó tự nhiên nè. Nhà cũng không ai làm nổi hết trơn. Đây, mẹ quê chào cái mẹ quê ơi. Đây. Nó. Đây rồi, đi 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 qua đây quay gần ha. Bữa nay mẹ còn khỏe. Lo trái cây riết mà các bạn thấy á, là già mỗi một năm mà mùa trái cây gì này mà lo mà bán cho được đó nha, là kể như là già thêm 1-2 tuổi luôn. Nhưng mà làm vườn mà có trái cây là đã có phước rồi, chứ bây giờ là các bạn thấy đó, rồi bán được nữa, các bạn ủng hộ cho mẹ quê nữa, anh thử ra là bán được một mớ rồi đó. Nó các bạn thấy nè, những cái cây hết sức là tự nhiên. Trời ơi, nhãn sai cái nè. Ôi dồi cái này các bạn. Trời ơi, con sẽ chùm liều quá trời, 200. Ôi dồi, thỉnh các bạn thôi, coi thấy là nè. Dạ. Đây, ở trên này các bạn thấy không? Nó hơi ngược sáng tí xíu. Nó về cái là cho người này cho người kia. Kêu mình đem đi cho người này cho người kia hoài á. Tội nghiệp không? Đây, hết sức đẹp anh nè. Đây nè các bạn, đây cái cây nữa nè. Nè, mình quay từ từ cho các bạn xem nha. Đó. Rồi, bây giờ cây này các bạn biết cây gì không? Dạ, đây là cây măng cụt nè. Cây măng cụt này là cây măng cụt còn còn tơ, đúng rồi. Còn tơ chưa trái, nhưng mà mình quay cho các bạn xem, cái này là năm sau có trái ha mà. Cái này là năm sau có trái nè. Đó. Vườn á, làm như đất này là đất cồn hay như thế nào á mà hết sức là cây trái tốt. Dạ. Đây nè, các bạn thấy nè. Đó, vì đây nè, hỏi các bạn chứ giờ không bán tiếp á thì các mẹ quê làm sao mà tiêu thụ được, đem ra chợ giờ đi đâu có nổi nữa đâu. Đó, mà mình chở qua mình giao cho các bạn riết rồi. Mình cũng đuối á, cũng mệt á. Mệt lắm. Đó, giờ là kiếm lái. Mình quay cái clip này nè, hy vọng là có các bạn nào mà làm lái đó ha. Các bạn nhớ các bạn về ủng hộ cho mẹ mình nha. Đó, ở Sa Đéc á. Đó, đây, mít thơm lừng luôn. Mít này thế nào cũng có chín nè, nghe cái mùi thơm anh nè. Trời ơi, cái này các bạn thấy thương quá à. Cho không hả? Mẹ quê cứ kêu cho vậy đó. Đó, cái nè. Ôi ơi, mít này mít Mã Lai nè. Đó, để mình kiếm coi trái nào có chín không. Thấy thương hết sức rồi nè. Đó. Đó mà ngộ lắm, mẹ quê trồng cái gì cũng sai hết trơn á các bạn. Đó, cái nè đi nè, đó, cái dáng vậy đó. Ai cũng có một quê hương, ai cũng có một mẹ già tóc bạc. Đó, tóc bạc hết trơn rồi đó. Nè, cóc. Đây. Cóc nè. Trời ơi, nó sai. Cóc thấy ham. Trời ơi, cái con gì nó vô mắt của mình. Nó mới vô mắt. Trời ơi, mất. Để kiếm trái mít trái này chín nè. Trái này chín nè các bạn. Thấy thương quá. Hèn chi thơm lừng à. Được một trái chín. Bỏ vô đây đi. Hồi nữa mình thu hoạch sao. Đây các bạn thấy nè. Cây măng cụt có trái nè các bạn. Cây này là có trái rồi. Trái nè.
Hồi hai ba trái chín luôn nè. Có hai ba trái chín luôn. Đó các bạn thấy không? Rồi tới nhãn. Đây nè. Ôi ôi. Cái cây này trái nhóc hết trơn, coi nè nó chín quá chừng rồi má ơi. Coi nè, chín nhóc hết trơn. Hả? À. Trời cái con dĩ vô mắt à. Quá trời cay. Ôi ơi coi nè, thấp chủng mà chín nè các bạn. Thấp chủng mà chín nhóc hết trơn coi nè. Giơ tay gần tới luôn nè, nè đây nè. Các bạn thấy không? Đụng luôn. Ôi ơi coi nè. Trái quá trời luôn rồi má ơi. Chín nhiều dữ lắm. Cái này là má cân là ngon lành rồi đó. Ừ. Trời ơi nó rụng. Đây nè các bạn thấy nè. Ừ, cái trái cái nè. Chín thấy ham quá. Đây. Rồi. Má đi vườn mà má cũng có gọi là cũng có thợ quay quay cho má nó nè. Ôi giời cái trái rụng nè. Đẹp quá. Đó, đôi bạn cùng tiếng. Đôi bạn cùng tiếng. Ôi giời. Trái nó bự rồi nè. Dạ. Đôi bạn cùng tiếng này là ba bạn cùng tiếng. Đây một trái nữa nè. Thấy ham quá. Đây. Thấy thương không? Quá trời thấy thương. Nhóc hết trơn rồi. Nhóc hết trơn các bạn ơi. Nhiều cái chín lắm mà con mắt của mình nó hơi bị cay, mình đi vô mình ấy mới được. Mẹ quê bên kia rồi, bây giờ để mình qua đây mình quay mít cho các bạn xem nha. Đây. Mít. Nguyên một vườn mít nè. Nguyên một vườn mít. Đây nè, nguyên một vườn mít với măng cụt. Bên đây măng cụt nè. Ôi ôi. Biết bao nhiêu mà nói. Đây nè, măng cụt nè. Đó. Bao nhiêu cánh là bao nhiêu muối nè các bạn. Bao nhiêu cánh là bao nhiêu muối ha. Đó. Ý, cái trái này trái chín nè. Trái chín. Đây nữa nè. Thấp lắm. Đây nè, tay của mình đứng ở dưới đất nè các bạn. Hồi ôi nhóc hết chưa. Nhiều lắm. Nhiều trái chín quá. Dài dài đó nè là bờ măng cục. Rồi thôi. Chúc các bạn vui khỏe an lành.